Tuổi Tý đường tình cảm không thuận, nhất là những ai sinh ngày Nhâm, đường tình cảm thường trắc trở, không nên mưu cầu chuyện tình cảm. Muốn thành công, hãy giữ lòng yêu thương chúng sanh, giảm đi tính chấp trước. Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Ở tuổi này không còn trẻ nữa, nếu vẫn chưa thành công thì bạn nên xem lại chính mình là chính. Do mình xui xẻo, hay là do mình mong cầu cao quá, hay do vấn đề gì khác. Dù lý do gì, chỉ một cách hữu hiệu nhất để bạn thay đổi được vận mệnh, đó chính là tu tâm dưỡng tánh. Tu là sửa, là bồi đắp. Buông xả đi cái tôi. Bỏ được cái tôi sẽ không còn chữ tôi nghèo, không còn chữ tôi khổ. Khổ và nghèo sẽ không còn cái tôi để dính mắc vào. Mệnh là gốc, đại vận là những sự kiện tốt xấu trong vòng 10 năm. Với tuổi Giáp Tý, nhóm đang có vận không tốt là 1, 3, 5, 6, 9, 11. Ngược lại, nhóm đang có vận tốt là 2, 4, 8 và 10. Dù bạn ở nhóm nào, nếu chịu khó tu tập, chịu khó bố thí, dù chỉ là lời nói thiện lành, vẫn có thể chuyển xấu thành chung và chuyển tốt thành tốt hơn. Trừ khi chính bản thân bạn không chịu bồi đắp phước huệ này. Bạn muốn tìm hiểu về mệnh giàu sang, hãy vào video xem lại, xin lỗi, hãy vào kênh của Khải Toàn xem lại các video về mệnh giàu sang. Video này chia thành 3 phần chính. Phần đầu nói về tính cách chung, phần thứ hai xét theo 12 tháng sinh, phần 3 là mệnh ngày sinh và lời kết. Video này chỉ dẫn các bạn tìm ra dụng thần mệnh khuyết theo bát tự tứ trụ. Mệnh khuyết hay là dụng thần là gì? Mời các bạn vào website hoặc vào Google tìm nếu chưa biết tới. Ở cuối video có hướng dẫn cách tra lá số, xem theo tứ trụ, xem thiên can của mệnh ngày sinh và xem cả đại vận. Người giữ giới là người giữ đạo đức. Đạo làm người, đạo làm cha mẹ, đạo sống thiện lành. Người có đạo sẽ có đức. Bất luận bạn tuổi gì, nếu bạn là người giữ giới, bạn là người có phước duyên. Bạn muốn biết vận hạn tương lai của chính mình, nhưng lại ngại chi tiền để nhờ thầy thuật số xem lá số cho chính mình. Không sao cả. Bạn có thể tự tìm hiểu, tự nghiên cứu và kiên trì ứng dụng theo. Vâng, kiên trì là một lý do rất quan trọng. Kiên trì với mục tiêu của mình, bạn sẽ thay đổi được vận mệnh. Ngược lại, nếu bạn thiếu kiên nhẫn, dù bạn là người đủ cơ duyên thấy video này nhưng không thật sự phù hợp, thầy phong thủy chân thiện cho bạn phương pháp, hay thần Phật Chúa Trời cho bạn niềm tin về tâm lực, việc còn lại bạn phải tự thân nỗ lực. Cố gắng nhiều thu hoạch nhiều, cố gắng ít thu hoạch ít. Tuổi Giáp Tý 1984, sinh từ 2 tháng 2 năm 84 cho đến 20 tháng 1 năm 85 dương lịch. Trước ngày 1 tháng 2 thuộc tuổi Quý Hợi. Thông thường mọi người nghĩ rằng mệnh Kim sẽ tương sinh với mệnh Thổ Thủy và tương khắc với mệnh Mộc Hỏa. Xét theo cách này khó có thể chính xác, khó chính xác bằng bát tự tứ trụ. Trong bài này Khải Toàn chia sẻ hai cách, tra đơn giản theo niên mệnh và tra chi tiết theo 12 tháng sinh, tra năm sinh và cả tháng sinh theo bát tự tứ trụ tính chính xác cao hơn. Tóm tắt người tuổi Giáp Tý, người tuổi Tý hạn tam tai vào các năm Dần, Mão, Thìn, tuổi Tý hạn thái tuế vào các năm Tý, Ngọ, Mùi, Dậu, Mão. Tuy nhiên, các bạn không nên quá lo lắng, không nên thu nạp những thông tin nhiễu loạn để tự phan duyên vào chính mình. Hạn thái tuế nói về thị phi, hao tổn, sức khỏe kém. Hạn tam tai nói về các năm làm ăn khó khăn. Giả dụ trước đây bạn không tham sân si mạn nghi, đến năm hạn thái tuế hay hạn tam tai sẽ không có việc gì đáng tiếc xảy ra cả. Một ngày có sáng tối, một năm có 12 tháng, một chu kỳ 12 năm, lúc lên lúc xuống là lẽ thường. Chữ Giáp thuộc Mộc, chữ Tý thuộc Thủy. Tuổi Giáp Tý là nhóm người khá cực đoan. Tý tượng trưng cho sức mạnh của Thủy. Tý là một trong tứ mã cực đoan cùng với Ngọ, Mão, Dậu.
rất kiên cường, cố chấp, khó khuất phục. Ngoài ra còn đại diện cho mật mã đào hoa và người đứng đầu. Giáp Tý thuộc hành dương, người cứng rắn, không ngại va chạm, rất chịu khó khi gặp trở ngại, nhưng có thể hơi lười biếng khi cảm thấy đầy đủ. Đa phần họ thường ít nói, có phần nội tâm, đôi lúc dễ bị kích động từ những người khác. Giáp Tý 1984 là nhóm người trọng gia đình, trong họ có một sự đa nghi khá lớn. Họ cẩn thận và có tâm lý đề phòng cao. Khi đã tin tưởng ai đó, họ hết lòng đặt niềm tin của mình vào đối phương và hết mực bảo vệ người ấy. Tuy là người có phần nội tâm, nhưng trong xã hội họ có nhiều mối quan hệ tốt, khéo ăn khéo nói. Những người tuổi Giáp Tý 1984, nếu họ cảm nhận được và hạ được cái tôi của chính mình sẽ dễ thành công hơn số còn lại. Khi không còn cái tôi, họ sẽ sẵn lòng vì người khác, từ đó có nhiều quý nhân giúp đỡ của họ trong sự nghiệp. Là những người yêu thương gia đình, nhất là những người sinh mùa cuối năm hoặc đầu năm, xử lý nặng theo tình cảm, hết mực bảo vệ gia đình của mình. Chính vì thế, họ thường thất vọng vì đặt niềm tin của mình vào gia đình mà không được đáp lại. Nói cách khác, vì họ hết lòng giúp đỡ người thân, giúp đỡ quá mức và kỳ vọng quá mức cho phép, khi người thân không theo ý họ, họ tự thất vọng. Xét về tình cảm, Giáp Tý 1984 đa phần khá lận đận. Số ít có phước phần mới có thể tìm được người tâm đầu ý hợp. Những ai sinh mệnh ngày sinh thuộc chữ nhâm sẽ rơi vào cung lận đận tình cảm. Vì vậy, người tuổi Tý nói chung hãy thuận duyên và đừng mong cầu nhiều vào tình cảm. Giáp Tý là những người sáng dạ thông minh, nhưng sự nghiệp lại nhiều biến động, nỗ lực và thất bại nhiều mới mong có được tiền bạc. Ban đầu họ làm việc gì cũng như vũ bão, làm ào ào, sau vài lần thất bại họ sẽ cân nhắc cẩn thận và chậm lại. Nhưng vốn dĩ Tý đại diện cho sức mạnh của thủy, họ ngạo mạn và không chịu khuất phục, hết keo này họ bài keo khác. Nhóm người sinh vào các tháng Thìn, Hợi, Tý, Sửu thường có tình cảm không tốt. Nhóm người sinh vào các tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu có mật mã làm quan và mật mã người đứng đầu. Người sinh vào tháng Thìn thường tài hoa thông minh. Người sinh vào tháng Hợi là người dễ xa quê hương, làm việc xa nhà. Người sinh vào tháng Ngọ có sao đào hoa, có duyên ăn nói. Sau khi tìm được dụng thần, các bạn vào các website khải toàn xem mô tả chi tiết theo từng ngũ hành, từ màu sắc, hình dạng, ngành nghề, ăn uống và cả động vật để tham khảo và ứng dụng theo thuật cải vận. Các bạn lưu ý, mỗi lá số thường có hai dụng thần mệnh khuyết, nội dung đề cập từng tháng sinh và có đề cập mệnh ngày sinh. Ở cuối video có hướng dẫn chi tiết. Nói về bát tự tứ trụ, xét theo 4 ô, cột năm, cột tháng, cột ngày, cột giờ, ở trên là thiên can, ở dưới là địa chi. Ngày tháng năm khải toàn đề cập là ngày dương lịch. Khải toàn xin chia sẻ hai cách giúp các bạn tìm ra màu sắc ứng dụng. Cách thứ nhất, tra đơn giản theo năm. Giáp Tý thuộc hải trung kim, hộ mệnh là vị thiên thủ thiên nhãn. Mệnh kim nên dùng màu của kim hoặc của thổ, gồm các màu trắng, xám, nâu. Đồ vật bằng kim loại, vàng, bạc, đồng, gương hoặc là gà, khỉ đều là kim. Kim cương, đồng hồ Rolex rất là nhiều kim thủy. Ngân hàng, kế toán, kinh doanh chứng khoán, tài chính, công nghệ sản xuất phần cứng máy tính, kinh doanh vật liệu kim khí, máy móc, ngành nghề quản lý là các ngành nghề thuộc kim. Giờ tốt của kim từ 15 đến 19 giờ. Tam hợp với Tý ta có Thìn, Thân hoặc Hợi, Sửu. Xung hại phá hình ta có Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Khải toàn tra cả ngàn lá số, tuổi Giáp Tý xét theo cách này đa phần khó chính xác, 10 người dụng giỏi lắm 4-5 người đúng. Vì không phải ai tuổi Giáp Tý cũng giống nhau, vì còn xét cả giới tính, ngày giờ sinh. Làm thế nào để tuổi Giáp Tý có vận tốt? Bạn xem chọn video, tìm đúng mật mã của chính mình và kiên trì ứng dụng theo. Dụng phong thủy là một phương tiện phụ trợ, không phải liều thuốc thần mà phát tài ngay được. Tài phú và thọ mạng của bạn có sẵn hay hoàn toàn không có đều được nhìn thấy trong lá số. Tuy nhiên, nếu sống thiện lành, biết bố thí thông qua con đường tu tập,
tu tâm dưỡng tánh, học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền thì vẫn có thể cải biến vận hạn. Không tin nhân quả, các vị không nên dùng phong thủy, vì phong thủy không thay đổi được nhân quả. Phong thủy thuận lợi về tài lộc nhưng không phải phép màu. Ví dụ bạn có cúng bao nhiêu sính lễ, dùng bao nhiêu vật phẩm phong thủy nhưng tâm bạn bất thiện cũng là vô nghĩa. Khải Toàn xin chia sẻ nhóm 1 sinh từ 2 tháng 2 năm 84 cho đến 2 tháng 3 năm 84 dương lịch, tháng Bính Dần. Năm sinh Giáp Tý, sinh tháng Dần là có dịch mã. Xin lỗi, có mật mã dịch mã. Cuộc đời dễ biến động, đi xa, làm công việc xa. Năm sinh Tý, sinh tháng Dần là người cũng có sao cô thần. Nam có mật mã này, cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Năm sinh Giáp Tý tính tình có phần nội tâm, không ngại va chạm, thương yêu gia đình nhưng có phần cố chấp. Người sinh tháng Dần thuộc mộc, tính cách thẳng thắn, khi nóng giận không thể kiềm chế. Người sinh nhóm này tính cách đa phần mạnh mẽ, khó luồn cúi trước ai khác. Sinh trước 8 tháng 2 đa phần thiếu hỏa, sinh sau 9 tháng 2 đa phần thiếu kim. Các bạn lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc ất mộc thường không nên dùng nhiều kim. Thời vận 34 đến 42 tuổi của mệnh nữ, hành vận nhâm tuất thuộc thủy thổ và cả hỏa, không phải đại vận tốt, nhất là chuyện tình cảm. Thời vận từ 34 đến 42 tuổi của mệnh nam, hành vận canh ngọ thuộc kim hỏa. Mệnh sinh trước 8 tháng 2 có vận khá hơn. Vận ngọ xung năm Tý, dễ phạm thị phi, nhiều trở ngại, cả nam và nữ nên tu pháp bố thí, về sau có hậu vận tốt hơn. Giáp Tý sinh trước 8 tháng 2 đa phần thiếu hỏa, sinh sau 9 tháng 2 đa phần thiếu kim. Với người thiếu hỏa, mỗi sáng gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc và thắp nhang là tăng vận mộc hỏa. Nhà ở nên đón nhiều ánh nắng buổi sáng. Giờ tốt cho mệnh thiếu hỏa là giờ buổi trưa, giờ buổi sáng là giờ của mộc, giờ của kim là sau 15 giờ chiều. Với người thiếu kim, đeo trang sức vàng bạc là nạp kim, soi gương là tăng vận kim thủy. Mỗi sáng ngủ dậy, mặt nên hướng về hướng tây hoặc tây bắc. Mỗi sáng gõ vào tiếng chuông đồng là vật trợ kim. Giờ tốt cho mệnh thiếu kim là giờ buổi chiều, giờ buổi tối là giờ của thủy. Học thuật cải vận cần kiên trì để có vận tốt. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, thông cảm hòa thuận lẫn nhau là phong thủy tốt nhất. Muốn giàu có hãy bố thí tiền, muốn sức khỏe hãy bố thí lòng yêu thương chúng sanh. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 2, sinh từ 3 tháng 3 năm 84 cho đến 31 tháng 3 năm 84 dương lịch, tháng Đinh Mão. Người tuổi Giáp Tý sinh tháng Mão là có sao Hồng Loan, đại diện cho đào hoa và cả tình cảm dễ biến động. Năm sinh Giáp Tý tính tình có phần nội tâm, không ngại va chạm, yêu thương gia đình và khá cố chấp. Sinh tháng Mão là người vô cùng cố chấp, Mão tượng trưng cho sức mạnh của mộc, tính khí quân tử cực đoan và người có nhiều hoài bão. Năm Tý tháng Mão cố chấp khỏi bàn, thiếu sự uyển chuyển thích nghi cần thiết. Mão hình Tý, cuộc đời dễ có những người đố kỵ. Tháng sinh Mão thuộc mộc, sinh mùa mộc vượng, đa phần người sinh thời điểm này là người kỵ mộc. Kỵ mộc không nên nuôi mèo, không nên dùng màu xanh lá, hoặc nhà ở không nên có nhiều đồ gỗ. Thời vận từ 33 cho đến 42 tuổi của mệnh nữ, đang hành vận Quý Hợi thuộc thủy mộc là đại vận khá tốt, nhưng gặp vận có thủy vượng, làm có tiền nhưng khó giữ được tiền. Thời vận 32 cho đến 41 tuổi của mệnh nam, đang hành vận Tân Mùi thuộc kim thổ hỏa. Vận có kim là khá tốt, có Mùi hại Tý hợp Mão, Tân khắc Đinh, nhiều cơ hội về công danh nhưng cũng nhiều thất bại và trở ngại. Cả nam và nữ nên tu pháp bố thí. Giáp Tý sinh từ 3 tháng 3 năm 84 cho đến 31 tháng 3 năm 84 dương lịch vào các tiết khí mộc vượng. Dụng thần mệnh khuyết đầu tiên là kim, dụng thần thứ hai là thủy. Những ai sinh mệnh ngày thuộc ất thường không nên dùng nhiều kim. Mỗi ngày thức dậy gõ vài tiếng vào chiếc chuông đồng là tăng vận kim. Đeo trang sức vàng bạc kim cương là nạp kim. Ăn đồ lạnh, ăn tổ yến, soi gương là tăng vận kim thủy.
Ngủ dậy mặt nên hướng về hướng Tây hoặc Tây Bắc. Giờ tốt cho mệnh thiếu kim là sau 15 giờ, giờ buổi tối là giờ của thủy. Học cải vận cần quá trình để chuyển hung thành cát, thêm may mắn. Gia đình hòa thuận, thông cảm lẫn nhau, nhiều tiếng cười là phong thủy tốt. Học Phật, nghe pháp thoại, hành thiền, tăng trí tuệ, bố thí tích phước đức. Hải Toàn xin tóm tắt nhóm 3, sinh từ 1 tháng 4 năm 84 cho đến 30 tháng 4 năm 84 dương lịch, tháng Mậu Thìn. Chữ Giáp Tý thuộc thủy mộc, sinh tháng Mậu Thìn là thuộc thổ. Thìn là khố, đại diện cho đất đai nhà cửa. Tý Thìn tương hợp thủy là tượng tốt của lá số. Năm sinh Tý có phần nội tâm, không ngại ba chạm, yêu thương gia đình nhưng khá cố chấp. Sinh tháng Thìn là mật mã tài hoa của người đứng đầu. Năm Tý tháng Thìn có sao hoa cái, mật mã này tài hoa thông minh. Mệnh nữ nếu có mật mã này, cá tính rất mạnh, dễ dẫn đến cô đơn. Nhóm sinh này khá khó luận đoán chính xác nếu thiếu đi ngày sinh. Mùa sinh này là mùa sinh mộc thổ vượng, nhưng lá số lại có tính hợp thủy bởi Tý và Thìn. Thời vận 32 đến 41 tuổi của mệnh nữ đang hành vận Giáp Tý thuộc mộc thủy. Sinh năm Giáp Tý gặp vận Giáp Tý là phạm phục ngâm, không phải điều lành. Trở ngại về công việc, sức khỏe, thị phi và cả hao tốn là điều khó tránh khỏi. Thời vận 34 đến 43 tuổi của mệnh nam đang hành vận Nhâm Thân thuộc kim thủy, đa phần là vận khá tốt. Lá số có Thìn Tý gặp Thân thành tam hợp thủy. Vận có đủ kim thủy, nhiều cơ hội về tài lộc, nhưng hãy cẩn thận vì thủy quá vượng có thể phá tài, có nghĩa là khó tích trữ được tiền. Cả nam và nữ nếu tu pháp bố thí, về sau hậu vận sẽ tốt đẹp. Nhóm này có hai nhóm dụng thần, đa phần là thiếu kim. Ai sinh mệnh ngày thuộc Ất Mộc không nên dùng nhiều kim. Mỗi sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng Tây hoặc Tây Bắc. Trang sức vàng bạc là nạp kim, đồng hồ Rolex hoặc là kim cương cũng là kim, soi gương là tăng vận kim thủy. Giờ tốt cho thiếu kim là buổi chiều từ 15 đến 19 giờ, giờ buổi tối là giờ của thủy. Mỗi ngày gõ vào tiếng chuông và đeo trang sức vàng bạc khi đi ra ngoài là tăng vận kim. Học cải vận cần kiên trì để có vận tốt. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, thông cảm hòa thuận là phong thủy tốt nhất. Muốn giàu có hãy bố thí tiền, muốn sức khỏe hãy bố thí lòng yêu thương với chúng sanh. Hải Toàn xin đề cập nhóm 4, sinh từ 1 tháng 5 năm 84 cho đến 29 tháng 5 năm 84 dương lịch, tháng Kỷ Tỵ. Năm Tý nội tâm, không ngại va chạm, yêu thương gia đình và cố chấp. Nhưng sinh tháng Tỵ, Tỵ thuộc hỏa là nhóm người linh hoạt, hướng ngoại, giao tiếp giỏi. Nhóm người sinh thời điểm này đa phần là kỵ hỏa và khuyết thủy. Người kỵ hỏa tính tình dễ nóng nảy. Người giàu nhiệt huyết không nên sử dụng các màu đỏ, tím, cam, hồng và không nên nuôi chó mèo. Thời vận 32 đến 41 tuổi của mệnh nữ đang hành vận Ất Sửu thuộc mộc thổ kim. 5 năm đầu không tốt bằng 5 năm sau, nhiều cơ hội tích trữ tài lộc. Thời vận từ 34 đến 43 tuổi của mệnh nam đang hành vận Quý Dậu thuộc kim thủy là đại vận khá tốt, nhiều cơ hội về tài lộc, nhưng chữ Dậu phá chữ Tý, dễ gặp người đố kỵ và có trở ngại. Tính tình giai đoạn này khá chấp trước. Đại vận này có cả sao đào hoa, chủ về nhân duyên và gặp gỡ và cả kết hôn. Cả nam và nữ nên tu pháp bố thí để cải biến vận mệnh. Giáp Tý nhóm 4, đa phần dụng thần mệnh khuyết là thủy và kim. Mỗi ngày thức dậy mặt nên hướng về hướng Bắc hoặc hướng Tây Bắc. Đi ngủ hoặc tập thể dục nên mang theo chai nước suối. Giờ tốt cho mệnh thiếu kim là buổi chiều, giờ buổi tối là giờ của thủy. Nên tắm buổi sáng làm cho tóc ướt, giữ cho gương mặt luôn trắng sáng, soi gương là tăng vận kim thủy. Học cải vận cần quá trình để chuyển xấu thành tốt, thêm may mắn. Gia đình hòa thuận, thông cảm lẫn nhau và nhiều tiếng cười là phong thủy tốt nhất. Học Phật, nghe pháp, hành thiền, gia tăng trí tuệ, bố thí tích phước đức.
Hải Toàn xin giới thiệu nhóm năm, sinh từ 30 tháng 5 năm 84 cho đến 28 tháng 6 năm 84 dương lịch. Tháng Canh Ngọ, năm Tý, tính tình nội tâm, không ngại va chạm, thương yêu gia đình. Sinh tháng Ngọ, hỏa là người. Ngọ hỏa là người vốn nóng tính, thích tự do, khi giận dữ không thể kiềm chế. Mệnh có khí chất, có tài lãnh đạo nhưng vô cùng cực đoan. Lá số có Tý và Ngọ là hai trong tứ mã cực đoan của người đứng đầu, vô cùng chấp trước, thiếu sự uyển chuyển thích nghi. Tý Ngọ xung nhau, cuộc đời dễ biến động. Người kỵ hỏa nên giữ cho gương mặt luôn trắng sáng, nên tắm sáng, không nên nuôi chó mèo và hạn chế dùng màu nóng. Thời vận 32 đến 41 tuổi của mệnh nữ đang hành vận Bính Dần thuộc mộc hỏa không phải thời vận tốt, tính tình dễ nóng, tâm khó an. Hành vận có sao dịch mã, chủ về dễ thay đổi chỗ ở hoặc công việc. Với mệnh nam từ 32 đến 41 tuổi đang hành vận Giáp Tuất thuộc mộc thổ hỏa, cũng như mệnh nữ, thời vận này hoàn toàn bất lợi, không đẹp, thiếu sự nhẫn nại và cả thất bại. Cả nam và nữ nên tu pháp nhẫn nhịn và cả pháp bố thí để cải biến được vận hạn. Giáp Tý từ 30 tháng 5 cho đến 26, xin lỗi cho đến 28 tháng 6 năm 84 vào các tiết khí mùa hè. Mệnh kỵ mộc hỏa. Mệnh kỵ mộc hỏa không phù hợp thường xuyên vào bếp, tránh dùng màu đỏ màu nóng. Dụng thần đầu tiên là thủy, dụng thần thứ hai là kim. Mỗi ngày thức dậy, mặt nên hướng về hướng tây bắc hoặc hướng bắc, giúp thêm may mắn. Đi đường nên đeo kính mát, thường xuyên tắm sáng làm cho tóc ướt, giữ cho gương mặt trắng sáng. Soi gương, đeo vàng bạc đá quý, kim cương đồng hồ Rolex là tăng vận kim thủy. Giờ tốt cho mệnh thiếu kim là giờ buổi trưa, xin lỗi, giờ buổi chiều sau 15 giờ, giờ buổi tối là giờ của thủy. Kỵ giờ buổi trưa là giờ của hỏa. Học thuật cải vận cần kiên trì để có vận tốt. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, thông cảm, hòa thuận lẫn nhau là phong thủy tốt nhất. Muốn giàu có, bố thí tiền. Muốn sức khỏe, bố thí lòng yêu thương chúng sanh. Hải Toàn xin tóm tắt nhóm 6, sinh từ 29 tháng 6 cho đến 27 tháng 7 năm 84 dương lịch. Tháng Tân Mùi, năm Giáp Tý, nội tâm không ngại va chạm, rất yêu thương gia đình. Sinh tháng Mùi thuộc thổ hỏa. Mùi đại diện cho nhà cửa đất đai, là nhóm người có lòng bao dung, dễ cảm động, dễ thông cảm trước những hoàn cảnh khó khăn. Tý Mùi hai mật mã tương hại, cuộc đời dễ biến động và có người đố kỵ. Lá số thổ dày đại diện cho người thành thật bao dung nhưng không khéo ăn khéo nói. Thời điểm này thổ hỏa quản là mệnh kỵ hỏa thổ. Người kỵ hỏa thổ không nên dùng màu nóng, không nên nuôi chó, không nên ăn cay ăn lẩu nhiều, nên dùng màu của thủy. Thời vận từ 35 đến 44 tuổi của mệnh nữ đang vỡ vận Đinh Mão thuộc mộc hỏa. Mệnh kỵ hỏa, gặp vận có hỏa không phải là điều lành. Tính tình dễ chấp trước, làm việc lớn khó thành vì rất dễ nóng nảy. Thời vận 34 cho đến 43 tuổi của mệnh nam đang ở vận Ất Hợi thuộc mộc thủy. 5 năm sau tốt hơn 5 năm đầu. Hợi và Tý hợp nhau, Hợi và Mùi cũng hợp nhau, đều là tượng tốt của lá số, tốt về công danh. Cả nam và nữ nên tu pháp nhẫn nhịn, tu pháp bố thí để cải biến vận mạng. Nhóm này có hai nhóm dụng thần, đa phần là thiếu thủy. Sinh sau 22 tháng 7, khuyết thêm cả mộc. Mỗi ngày thức dậy, mặt nên hướng về hướng bắc là thủy, hướng đông là mộc. Giờ tốt cho mệnh thiếu thủy là buổi tối, giờ của mộc là giờ buổi sáng. Soi gương là thêm kim thủy, sưu tầm dài dép túi sách là mộc đẹp. Cần thủy khi đi ngủ mang theo chai nước, đi ngủ hoặc tập thể dục mang theo chai nước, cần mộc mang theo quyển sách. Học cải vận cần quá trình để chuyển xấu thành tốt, thêm nhiều may mắn. Gia đình nhiều tiếng cười, hòa thuận, thông cảm lẫn nhau là phong thủy tốt nhất. Học Phật, nghe pháp, hành thiền giúp gia tăng trí tuệ, bố thí sẽ tích phước đức.
Đại Toàn xin tóm tắt nhóm 7, sinh từ 28 tháng 7 cho đến 26 tháng 8 năm 84 dương lịch. Tháng Nhâm Thân, năm Tý, nội tâm không ngại va chạm, yêu thương gia đình và rất cố chấp. Nhưng ngược lại, người sinh tháng Thân là người hướng ngoại, đa phần là thích tự do, giỏi giao tiếp và có khiếu ăn nói và khá kiêu căng. Người sinh nhóm này rất là thông minh, họ là những người hướng ngoại, năng động. Tý và Thân hợp thủy, có hai mật mã tương hợp là tượng tốt của lá số. Thời vận 34 cho đến 43 tuổi của mệnh nữ hành vận Mậu Thìn thuộc thổ thủy. Thân Tý gặp Thìn hợp thủy, nhiều cơ hội về tài lộc nhưng khó tích lũy, tâm nhiều lo lắng. Vận này có sao Hoa Cái, sao Hoa Cái chiếu mệnh là ngôi sao thông minh tài hoa nhưng tình cảm thường không tốt. Thời vận 35 đến 44 tuổi của mệnh nam đang hành vận Bính Tý thuộc hỏa thủy. Nhóm sinh sau 12 tháng 8 có vận khá hơn, nhưng nhìn chung vận này nhiều trở ngại, dễ thị phi vì phạm thái tuế năm Tý hành vận Tý. Nam và nữ nên tu pháp bố thí và pháp nhẫn nhịn để cải biến vận hạn. Giáp Tý sinh tháng Nhâm Thân, dụng thần mệnh khuyết đa phần là mộc. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc kỷ không nên dùng nhiều mộc. Mệnh cần mộc đi ngủ mang theo quyển sách, có thể trồng nhiều cây cối, sưu tầm dài dép túi sách mới là mộc đẹp và nên nuôi mèo. Mỗi ngày thức dậy mặt hướng về hướng nam hoặc hướng đông. Mỗi sáng thắp nhang là nạp mộc, vái lại và gõ vào chiếc mỏ mộc là âm thanh của mộc. Giờ tốt cho mệnh thiếu mộc là buổi sáng, giờ buổi trưa là giờ của hỏa. Học cải vận cần kiên trì để có vận tốt. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, thông cảm, hòa thuận lẫn nhau là phong thủy tốt nhất. Muốn giàu thì bố thí tiền, muốn sức khỏe thì bố thí lòng yêu thương chúng sanh. Đại Toàn xin tóm tắt nhóm 8, sinh từ 27 tháng 8 cho đến 24 tháng 9 năm 84 dương lịch, tháng Quý Dậu. Giáp Tý sinh tháng Dậu là người có sao hàm trì, chủ về đào hoa, tướng mạo xinh đẹp, thông minh, lãng mạn, có duyên ăn nói. Năm sinh Giáp Tý, tốt tính, có phần nội tâm, không ngại va chạm, yêu thương gia đình và cố chấp, thì người sinh tháng Dậu, tuổi Tý sinh tháng Dậu tượng trưng cho sức mạnh của Kim, Dậu và Tý cố chấp khỏi phải bàn, không thể thương lượng được với họ, tranh cãi với họ dễ nổi bạo. Năm Tý tháng Dậu sinh mùa Kim vượng, đa phần là người thông minh, tính cách cực đoan cố chấp, có thể dẫn đến kiêu ngạo, lời nói và hành động dễ gây phiền lòng người khác. Người sinh nhóm này đa phần kỵ kim và cả thủy, không nên dùng màu trắng xám. Nơi ở không nên có nhiều gương to, không nên đeo nhiều trang sức vàng bạc đá quý. Thời vận 33 đến 42 tuổi của mệnh nữ đang ở vận kỷ tỵ thuộc thổ hỏa kim. Gặp vận có hỏa là tốt, tốt về công danh, nhưng không may là tỵ với dậu hợp thành kim, cẩn trọng lời năng tiếng nói. Với mệnh nam 35 đến 44 tuổi đang hành vận đinh sửu thuộc hỏa kim thổ, gần giống với mệnh nữ nên cẩn thận lời ăn tiếng nói để tránh hiểu lầm. Vận này có ít hỏa là có cơ hội về tài lộc. Hãy tu pháp nhẫn nhịn và tu pháp bố thí để tạo phước đức. Giáp Tý sinh từ 27 tháng 8 cho đến 24 tháng 9 năm 84 dương lịch, mệnh kỵ kim, dụng thần mệnh khuyết đầu tiên là mộc, dụng thần thứ hai là hỏa. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc kỷ không nên dùng nhiều mộc, và ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm không nên dùng nhiều hỏa. Mệnh cần mộc đi ngủ mang theo quyển sách, sưu tầm dài dép túi sách mới là mộc đẹp hoặc là nó. Không nên giữ dài dép tạp vật, sách báo cũ vì đây là mộc xấu xí. Giờ tốt cho mệnh thiếu mộc là buổi sáng, giờ buổi trưa là giờ của hỏa, sau 15 giờ là giờ của kim. Mỗi sáng ngủ dậy mặt nên hướng về hướng đông thuộc mộc, hướng đông nam cũng thuộc mộc. Học cải vận cần quá trình để chuyển xấu thành tốt, thêm nhiều may mắn, trong đó gia đình hòa thuận, thông cảm, nhiều tiếng cười là phong thủy tốt nhất. Hãy nhớ học Phật, nghe pháp thoại, hành thiền gia tăng trí tuệ, nên bố thí để tích phước đức. Đại Toàn xin giới thiệu nhóm 9, sinh từ 25 tháng 9 cho đến 23 tháng 10 năm 84 dương lịch, tháng Giáp Tuất.
năm sinh Giáp Tý, tính tình nội tâm, xin lỗi, tính tình cố chấp, có phần nội tâm không ngại va chạm, rất yêu thương gia đình. Sinh tháng Tuất cũng là người yêu thương gia đình, có khiếu kinh doanh, trầm tính, háo thắng. Tuất là một trong tứ khố, đại diện cho đất đai, nhà cửa, mệnh làm giàu, mệnh làm quan. Người sinh nhóm này đa phần kỵ thổ và hỏa, không nên dùng màu đỏ, tím, cam, hồng và không nên nuôi chó, có thể nuôi mèo. Thời vận từ 33 đến 42 tuổi của mệnh nữ đang hành vận Canh Ngọ thuộc kim hỏa, hoàn toàn không phải thời vận tốt. Kim và hỏa không phải dụng thần, vận Ngọ xung năm Tý, trở ngại về thị phi, hao tổn và tranh chấp. Đối với mệnh nam từ 34 đến 43 tuổi đang hành vận Mậu Dần thuộc thổ mộc, thời vận này được xem là khá tốt, nhưng tính tình có thể dễ nổi loạn, dễ nóng nảy, xung đột rất cao. Vận này tình cảm dễ biến động và dễ làm việc cô đơn. Vì vậy, cả nam và nữ nên tu pháp nhẫn nhịn, tu pháp bố thí để bồi đắp phước phần. Giáp Tý từ 25 tháng 9 cho đến 23 tháng 10 năm 84 dương lịch đa phần là thiếu mộc và kỵ kim. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc kỷ không nên dùng nhiều mộc. Mỗi ngày thức dậy, mặt nên hướng về hướng đông hoặc hướng đông nam. Mệnh cần mộc đi ngủ mang theo quyển sách, sưu tầm giày dép túi sách mới hoặc là nón là mộc đẹp. Không nên giữ giày dép tạp vật cũ và sách báo cũ vì đây là mộc xấu xí. Mỗi sáng gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc và thắp nhang vái lại là tăng vận mộc. Giờ tốt cho mệnh thiếu mộc là sáng sớm, giờ buổi trưa là giờ của hỏa, giờ buổi tối là giờ của thủy. Học thuật cải vận cần kiên trì để thay đổi được vận tốt. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, hòa thuận lẫn nhau là phong thủy tốt nhất. Muốn giàu có hãy bố thí tiền, muốn trí tuệ hãy bố thí vô ý. Hải Toàn xin tóm tắt nhóm 10 từ 24 tháng 10 cho đến 22 tháng 11 năm 84 dương lịch. Tháng Ất Hợi, năm Tý, nội tâm không ngại va chạm, thương yêu gia đình và cố chấp. Thì ngược lại, người sinh tháng Hợi là nhóm người rất hiền lành, hướng nội, tốt tính nhưng lại rất cộc tính. Tuổi Tý sinh tháng Hợi thường là người dương thủy, mệnh rất nhiều thủy, mệnh kỵ thủy, không nên dùng màu xanh dương và đen. Không phù hợp dùng hình nền là cá, chuột, heo. Và cả hạn chế sử dụng nhiều trang sức vàng bạc, vì trang sức vàng bạc là thuộc kim thủy. Nhà ở không nên có nhiều gương to. Mệnh kỵ thủy, mệnh thủy vượng rất là thông minh chu đáo, nhưng thường là an phận, xử lý nhiều theo tình cảm nhiều hơn lý trí. Hiện tại thời vận từ 32 đến 41 tuổi của mệnh nữ đang hành vận kỷ mão thuộc thổ mộc. Vận có mộc được xem là khá thuận lợi về công danh, nhưng không thuận về những mối quan hệ. Hiện có sao Hồng Loan chủ về tình yêu, kết hôn và tình cảm dễ biến động. Với mệnh nam từ 34 đến 43 tuổi đang hành vận Tân Mùi thuộc kim thổ hỏa. Thời vận 5 năm đầu không tốt bằng 5 năm sau, nhiều cơ hội về tài lộc. Nam và nữ hãy tu pháp nhẫn nhịn và tu pháp bố thí để tạo phước đức. Giáp Tý sinh từ 24 tháng 10 cho đến 22 tháng 11 năm 84 dương lịch vào tiết khí lạnh. Dụng thần mệnh khuyết đa phần là hỏa và dụng thần thứ hai là mộc. Các bạn lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm và tân không nên dùng nhiều hỏa và thường không kỵ thủy. Mỗi ngày gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc và thắp nhang là tăng vận mộc hỏa. Sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông. Mệnh cần hỏa mộc đi ngủ mang theo quyển sách. Nhà ở dùng nhiều màu ấm đỏ, tím, vàng, hồng, nên vào bếp nấu nướng thường xuyên để tăng vận hỏa và tăng vận đào hoa. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa là giờ buổi trưa, giờ buổi chiều là giờ của kim và giờ buổi sáng là giờ của mộc. Học cải vận cần một quá trình để chuyển xấu thành tốt, thêm nhiều may mắn. Gia đình hòa thuận, thông cảm, nhiều tiếng cười là phong thủy tốt nhất. Hãy nhớ học Phật, nghe pháp thoại, hành thiền, gia tăng trí tuệ, bố thí tích thêm phước đức. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 11 từ 23 tháng 11 cho đến 21 tháng 12 năm 84 dương lịch. Tháng Bính Tý, năm Giáp Tý, có phần nội tâm không ngại va chạm, yêu thương gia đình và cố chấp.
năm Tý sinh tháng Tý đại diện cho người cố chấp cực độ, bảo vệ lý lẽ của mình hết mực. Nhóm người sinh tháng này khá tốt tính nhưng quá cố chấp, xử lý nặng về tình cảm nhưng đa phần rất tốt bụng. Tháng Tý sinh mùa Thủy Vượng, năm lại có Tý, Thủy Vượng quá dễ phá tài, xử lý theo tình cảm quá nhiều, có thể bảo thủ quan điểm của mình, hết lòng vì gia đình. Mệnh Thủy Vượng là người thông minh, tận tình, nhược điểm là ít an phận, nhược điểm là ít cầu tiến và an phận. Người kỵ thủy nên biết không nên dùng màu đen và xanh dương, không nên dùng hình nền là chuột heo cá. Nhà vệ sinh nên giữ sạch sẽ, có thể dùng ánh đèn vàng. Nhà ở không nên có nhiều gương to. Thời vận từ 32 đến 41 tuổi của mệnh nữ đang hành vận nhâm thân thuộc thủy kim. Mệnh kỵ kim thủy gặp vận có thủy kim hoàn toàn bất lợi. Có nhiều cơ hội về tài lộc nhưng khó tích trữ và dễ phá tài. Thời vận của mệnh nam từ 35 đến 44 tuổi đang hành vận canh thìn thuộc kim thổ thủy, không phải thời vận tốt, nhiều cơ hội trong công việc nhưng đầu tư dễ thất thoát. Hiện có sao hoa cái chủ về tài hoa, thông minh, sáng tạo hoặc là duyên ăn nói. Cả nam và nữ nên tu pháp nhẫn nhịn và tu pháp bố thí để tạo phước đức. Giáp Tý từ 23 tháng 11 cho đến 21 tháng 12 năm 84 dương lịch vào tiết khí lạnh. Thời điểm này thủy vượng dụng thần đầu tiên là hỏa, dụng thần thứ hai là mộc. Nhưng những ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm và tân không nên dùng nhiều hỏa và không kỵ thủy. Cần hỏa dùng màu đỏ, tím, cam, hồng, nên thường xuyên vào bếp nấu ăn để tăng vận hỏa và tăng vận đào hoa. Mỗi ngày gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc và thắp nhang là tăng vận mộc hỏa. Sáng thức dậy mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông. Nhà ở vật dụng nên dùng nhiều màu ấm, tránh để nhà bếp bừa bộn. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa là 9 đến 15 giờ trưa, giờ buổi sáng là giờ của mộc. Học thuật cải vận cần kiên trì để có vận tốt. Nhà cửa sạch sẽ, không khí trong lành, luôn dọn dẹp để không khí trong lành. Thông cảm hòa thuận lẫn nhau là phong thủy tốt nhất. Muốn có sức khỏe hãy bố thí lòng yêu thương chúng sanh, muốn giàu có hãy bố thí tiền. Hải Toàn xin tóm tắt nhóm 12, sinh từ 22 tháng 12 năm 84 cho đến 20 tháng 1 năm 85 dương lịch. Tháng Đinh Sửu, năm Tý sinh tháng Sửu là người có sao Quả Tú. Nữ mà có mật mã này dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Năm Giáp Tý, nội tâm không ngại va chạm, hướng nội nhiều hơn là hướng ngoại, thương yêu gia đình và rất cố chấp. Người sinh tháng Sửu, sinh năm Tý tháng Sửu thì vô cùng lầm lì cứng đầu nhưng lại rất bao dung. Sửu thổ là người hiếu thuận và tốt bụng, biết cho đi giúp đỡ người khác. Sửu và Tý tương hợp là tượng tốt của lá số. Thời vận của mệnh nữ từ 30 đến 39 tuổi đang hành vận Quý Dậu thuộc kim thủy. Mệnh kỵ kim thủy gặp vận có kim thủy vô cùng bất lợi. Tâm khó an, có cơ hội về tài lộc nhưng khó tích trữ. Vận này có cả sao Hàm Trì chủ về tình duyên, kết hôn, duyên ăn nói và cả biến động tình cảm. Với mệnh nam sau 40 đến 49 tuổi hành vận Nhâm Ngọ thuộc thủy hỏa, 5 năm đầu nhiều thử thách, khó tích trữ tiền tài, 5 năm sau có nhiều cơ hội về công danh, nhưng thời vận này rất dễ xung đột và cả thị phi vì Ngọ Tý xung nhau. Nam và nữ nên tu pháp nhẫn nhịn và tu cả pháp bố thí để bồi đắp phước đức. Giáp Tý sinh thời điểm này đa phần là người kỵ thủy và kỵ cả thổ ẩm. Thổ ẩm là thìn hoặc sửu. Dụng thần đa phần là mộc và hỏa, dùng hỏa là chính. Nhưng lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm và tân thường không kỵ thủy và không nên dùng nhiều hỏa. Mỗi sáng gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc và thắp nhang là tăng vận mộc hỏa. Ngủ dậy mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông. Nhà ở vật dụng nên dùng nhiều màu ấm, tránh để nhà bếp bừa bộn. Mệnh khuyết mộc hỏa dùng màu đỏ, tím, cam, hồng hoặc xanh lá là chính, nên thường xuyên vào bếp nấu ăn vì vào bếp nấu ăn tăng vận hỏa và tăng cả vận đào hoa. Giờ tốt cho mệnh thiếu hỏa là 9 đến 15 giờ, giờ buổi sáng là giờ của mộc. Học thuật cải vận cần một quá trình để chuyển xấu thành tốt, thêm nhiều may mắn.
trong đó gia đình hòa thuận, thông cảm lẫn nhau, hạ đi cái tôi để thông cảm mọi người, yêu thương mọi người, có nhiều tiếng cười là phong thủy tốt. Học Phật, nghe pháp, hành thiền, gia tăng trí tuệ, bố thí thêm phước đức. Các bạn tìm Google thầy Khải Toàn, các website phong thủy cải vận hoặc phong thủy khải toàn .com. Tiếp theo vào mục tra lá số. Hãy điền thông tin ngày sinh dương lịch của bạn vào. Sau khi điền xong, nhấn lấy lá số. Kéo xuống phần thông tin. Đây là thông tin lá số của bạn. Đầu tiên chú ý đến mệnh ngày sinh, ví dụ ở đây là chữ Giáp. Tiếp theo là chủ tháng sinh, ví dụ ở đây là chữ Tỵ. Đây là đại vận. Tìm dụng thần đơn giản, ta lấy trực xung, ví dụ sinh tháng Tỵ ta lấy chữ Hợi. Ví dụ sinh tháng Mão ta lấy chữ Dậu. Ví dụ sinh tháng Ngọ ta lấy chữ Tý. Các bạn vừa xem qua cách hướng dẫn lấy lá số, tìm ra tính chất của mệnh ngày sinh và cả đại vận hiện tại. Ví dụ bạn thiếu kim thủy, vận hiện tại có thân dậu màu trắng xám là kim, hoặc có hợi tý màu xanh dương là thủy, được xem là vận tốt. Khải Toàn đã hướng dẫn cách tra dụng thần cho tuổi Giáp Tý theo 12 tháng sinh. Nội dung tất nhiên là không thể hoàn toàn chính xác, còn phải xét thêm ngày giờ sinh và cả giới tính. Tìm được dụng thần của mình, các bạn vào website Khải Toàn vào mục học cải vận, xem thêm về mô tả chi tiết theo từng ngũ hành để tiện ứng dụng. Như các bạn đã thấy, bát tự tứ trụ là xét cả 8 ô. Cột ngày sinh là khá quan trọng. Xét mệnh ngày sinh, Khải Toàn xin tóm tắt như sau. Người sinh ngày Giáp Mộc thường cao to uy mãnh, đa phần là thích kim. Người sinh mệnh ngày Ất Mộc tính chất nho nhã, đa phần là thích thủy. Người sinh mệnh ngày Bính Hỏa thường béo tốt, đa phần là thích mộc. Người sinh mệnh ngày Đinh Hỏa thường gầy nhỏ hoặc là vừa người, đa phần là thích mộc. Người sinh mệnh ngày Mậu Thổ cứng rắn như đá, đa phần là thích hỏa và thủy. Người sinh mệnh ngày Kỷ Thổ là đất mềm, thường mềm mại, nữ tính, đa phần là thích hỏa và kim. Người sinh mệnh ngày Canh Kim thường hào sảng, đa phần thích mộc. Người sinh mệnh ngày Tân Kim thường mềm mại, đa phần thích thủy. Người sinh mệnh ngày Nhâm Thủy thường mạnh mẽ như con sông, đa phần thích kim thủy. Và người sinh mệnh ngày Quý Thủy thường hướng nội bảo thủ, đa phần thích kim. Các bạn có thể kết hợp mệnh ngày sinh và nhóm sinh của mình để tự trải nghiệm và nghiên cứu. Nếu tự nghiên cứu, các bạn phải kiên nhẫn xem video hay đọc sách để tìm hiểu nhiều hơn về mệnh. Thầy Phong Thủy chân thiện cho bạn phương pháp, việc còn lại bạn phải tự nỗ lực để cải thiện. Tuổi Tý đường tình cảm không thuận, nhất là những ai sinh ngày Nhâm, đường tình cảm thường trắc trở, không nên mưu cầu chuyện tình cảm. Muốn thành công, hãy giữ lòng yêu thương chúng sanh, giảm đi tính chấp trước. Nếu bạn cảm thấy đau khổ, chính là do phước phần của bạn mỏng. Có thể dùng sự tu tập của mình để chuyển hóa nghiệp lực và hiểu rằng muốn giàu có phải bố thí tiền, muốn trí tuệ phải bố thí lời nói thiện lành, muốn sức khỏe phải bố thí vô úy. Dành thời gian tu tâm dưỡng tánh, từ đây mọi suy nghĩ, hành động, lời nói của bạn rất là chân thiện. Tâm của bạn sẽ an, thông cảm với những người bên cạnh, được như vậy bạn là người sẽ có phước duyên. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.